học không ngừng, hành không nghỉ, cho không nhớ, nhận không quên. Bản thân mình cảm thấy rằng nó cứ bí bách, nó khó chịu cực kỳ khi một ngày không nghĩ ra được một cái ý tưởng mới nào để mà phát một cái video clip lên trên YouTube và Facebook cả. Mình tự tin trong lĩnh vực mua bán xe tải cũ, mình tự tin để có thể chọn được một xe tốt và mình tự tin để làm một cái clip hướng dẫn cho tất cả quý vị và các bạn làm thế nào đơn giản nhất chọn được một chiếc xe mà nó phù hợp với công việc. Nhưng kiến thức nó là vô bờ bến. Bây giờ nó không còn chăn ấm đệm êm như ngày xưa khi trước khi Covid nữa. Mà chúng ta nhìn thấy cái Covid diễn cảnh như này, chúng ta càng phải nỗ lực tiến lên hơn. Kiến thức nó là vô bờ. Và nhiều người người ta bảo mình làm những clip này là bóc phốt, rồi là chia sẻ này thì anh em sao còn bán được nữa. Nhưng mình nghĩ nó đơn giản lắm. Mình nghĩ rằng là người ta bỏ đồng tiền ra nó phải xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Và mình chỉ chia sẻ những cái điều mà mình đang làm cũng như là mình biết thôi. Còn những cái điều thậm chí là mình chia sẻ nó thiếu thì cũng rất là mong anh em ủng hộ thêm. Để mà những người theo dõi lại những video này, những người mới bắt đầu công việc khởi nghiệp có những cái nền tảng mà lựa chọn bỏ cái đồng tiền vào nó xứng đáng. Còn những anh em nào mà xem những cái clip này thấy mình nó thiếu những cái điều gì thì có thể bổ sung để clip nó có ý nghĩa hơn, được không ạ? Thì ngày hôm nay Đạt Xe Tải sẽ chia sẻ và làm một cái clip tổng hợp nhất để quý vị và các bạn có một cách nhìn tổng thể cũng như đơn giản nhất để tự mình tự tin tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng, được không ạ? Và bây giờ thì ở bãi xe nhà mình có rất là nhiều xe, nhưng ngày hôm nay tập trung ở cái phân khúc xe 150 cho đến 200, dòng xe tải nhẹ tầm 2 tấn quay đầu, chúng ta chở hàng như hoa quả phông rạp thì làm cách nào bằng mắt thường. Có thể bạn không phải là thợ máy mới tiếp cận với xe cộ cũng có thể chọn được một chiếc xe. Thì để chọn được một chiếc xe tốt, trước tiên chúng ta phải mua được xe đã, đúng không ạ? Thì để mua được xe thì chúng ta phải xác định luôn bây giờ chúng ta chở hàng gì. Câu hỏi là chúng ta chở hàng gì. Rất là nhiều ông đến Đạt Xe Tải bảo là anh ơi, anh về anh chở hàng gì ạ? Nhiều anh em không biết là tự ái là sao, anh bảo là bây giờ gặp hàng gì chở hàng đấy. Mà nếu mà câu hỏi đấy mà đó là câu trả lời thật ấy thì thực sự là không nên mua xe. Trả lời luôn là không nên mua xe. Bây giờ mình chở hàng gì mình còn chưa biết thì làm sao mua được xe, làm sao ước lượng được cái khuôn hàng để mà xếp vào cái xe này, làm sao mà ước lượng được cái tải trọng để mà chọn cái dòng xe nào nó phù hợp, đúng không ạ? Còn tính cước nữa chứ. Đấy. Cho nên là nếu mà vẫn còn trong đầu cái câu hỏi là ôi trời ơi, về chạy hàng, có hàng gì chạy hàng đấy, người ta giới thiệu thì chạy hàng đấy, thì không nên mua xe. Mua xe là phải rõ ràng, đó là về chúng ta chở hàng gì, thùng dài, cần thùng dài bao nhiêu, tải trọng bao nhiêu, và chúng ta mua xe bao nhiêu tiền. Có câu chuyện nó muôn thuở luôn. Đó là đến đây, anh ơi, anh tìm xe tầm tài chính như thế nào ạ? Nhiều anh em không biết là tự ái hay không, bảo là tao đầy tiền, cứ tìm cho anh là có xe nào chất. Tiền nong không quan trọng. Thực sự ấy, bản thân cái người tư vấn như chúng em ấy, chúng em không phải là hỏi tầm tiền mà có ý định khinh rẻ gì. Ai khách hàng là người bỏ tiền ra mà. Bản thân chúng em là người làm dịch vụ mà, làm sao có ý nghĩ đấy, là không được phép có ý nghĩ đấy. Nhưng mà hỏi cái tầm tài chính để mà chúng em tìm kiếm một chiếc xe nó phù hợp. Thứ nhất ấy, chúng em dựa vào cái tiêu chí tài chính. Ví dụ chúng ta có 100 đến 200 triệu thì chúng ta sẽ lựa chọn những dòng xe nào. Đấy, sau tài chính đó là những cái dòng xe đấy nó sẽ phục vụ cho cái công việc nào nó tốt nhất. Tại vì ấy, bản thân chúng em không hiểu được cái công việc của quý khách hàng. Nhưng sau những câu hỏi đó thì chúng em sẽ hiểu và chúng em sẽ xếp vào những chiếc xe nó phù hợp. Một năm bán đâu đó khoảng tầm mỗi ngày ra khoảng ít nhất tầm 2 xe. Thì một năm 360 này 5 ngày thì chúng em thì tiếp cận thì cũng không phải là ít xe. Cho nên chúng em sẽ dựa vào cái nguồn dữ liệu trước đây những khách hàng nào thành công, những trước đây những khách hàng nào mà thất bại, thì chúng em đưa ra những cái tư vấn quý vị và các bạn, quý khách hàng thấy hợp lý thì có thể mà tham khảo. Đó ạ. Cho nên là đi mua xe, nói tóm lại là chưa biết là chọn mua được xe hay không thì phải trả lời được hai câu hỏi. Đó là mua xe về chở hàng gì. Đấy, mua xe gì về chở hàng gì. Sau đó là mua xe tầm tài chính như thế nào thì chúng ta mới có thể đi mua được xe. Còn đâu là nếu mà chúng ta cứ đến đi tham khảo thì nó chỉ là cái bước dạo đầu, nó rất là mất thời gian.
chúng ta bây giờ tài chính của chúng ta có 200, đi tham khảo nhìn xe 200 không thể ưng ý được. Nhìn thằng này, ơi đẹp thế, to thế, thằng này thì về sau này đỡ phải đổi xe, chơi luôn thằng này về. Hàng hóa thì có mỗi mấy tạ, mấy tấn, tấn. Mỗi hàng cũng có dầu ăn thì nhiều hơn gấp nhiều lần phí cầu đường nhiều hơn. Chả biết làm gì. Đấy, nó phí. Cho nên là phải chọn xe tốt không bằng chọn xe nó phù hợp. Có nhiều anh em chứ mua một chiếc xe nó. Đây á, nhiều anh em, bản thân mình này rút kinh nghiệm nha. À, rất nhiều anh em ngày xưa mình bán những chiếc xe Villa Suki 5 tạ ấy. Đấy, Villa Suki xe tàu thì tốt cái gì. Đấy, nhưng mà nhiều anh em mua xe có 60 triệu một năm là ra vài ba con xe rồi. Người ta có hàng, người ta có đúng chân hàng, người ta cứ thế là chạy thôi. Người ta không cần phải chạy dài, chạy nhiều làm gì. Nhưng mà nó phù hợp, chẳng cần xe đắt tiền, xe di chuyển lại thay cái xe thồ là được. Nhưng nếu mà chúng ta cõng khoảng tấn, 2 tấn thì những cái xe đấy không thể sử dụng được. Sử dụng thì chỉ có hỏng dọc đường, ốm người, chở lợn mà dùng những chở lợn ấy, chở lợn mà dùng những con xe mà nó lát quá đi dọc đường chết hai con lợn là toang, đúng không ạ? Cho nên là hãy đặt ra cái câu hỏi, chúng ta mua xe về chở hàng gì và chúng ta mua xe tầm tài chính như nào nó phù hợp với lại công việc của chúng ta thôi. Trong cái phân khúc xe mà để mà chở hoa quả ra tốt ấy, thì nếu chúng ta có tầm tài chính mà 100 cho tới dưới 200 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn những chiếc xe ví dụ như Kia K 2007. Còn nếu mà chúng ta chở hàng nặng hơn, tầm 3 tấn chở quá tải ấy, đang nói khả năng quá tải ấy, thì chúng ta lên chọn những dòng xe chạy nhíp như Kia K 3000, như Hyundai hoặc là Bongo. Còn tại sao bản thân mình không bán những chiếc xe mà nó quá rẻ? Tại vì những chiếc xe đời quá rẻ, đời quá sâu thì nó, mình nghĩ rằng nó không đảm bảo với cái tệp khách hàng của mình đang phục vụ. Còn đâu nhiều những chiếc xe giá rẻ ấy thì nó sẽ phục vụ tốt ở trong một cái phạm vi, một cái tệp khách hàng nào đó, nhưng mình chưa hướng tới cái tệp khách hàng đó, mà chỉ mình đang phục vụ là mọi người đang quan tâm là một chiếc xe có thể khởi nghiệp này. Đi mình mới học lái xe thì đi nó chả biết gì về xe, đi nó không hỏng vặt nhiều này đấy, mà cũng gọi là bỗ bã, không cần chăm sóc nhiều về nó. Nó chỉ là cái xe thôi, nó cứ bằng sáng dậy đè lổ chạy đi đến nơi về đến chốn là được rồi. Thì mình hướng tới những cái phân khúc xe nó ổn định một chút, giá nó từ 100 cho tới dưới 200 triệu thì mình lựa chọn những cái dòng xe từ đời 2007 trở lên. Đây, đó là dòng xe Kia K 2007. Clip này thì mình sẽ tập trung để chia sẻ về cái dòng xe Kia K 2007 thôi. Đấy, Kia K 2007 là cái dòng xe mà trong phân khúc xe tải nhẹ, nó thường gọi là Kia tải 1 tấn 25. Ngày xưa nó tải 1 tấn 25, sau này đến năm 2014 thì là những cái dòng K 2007 nó hạ tải xuống. Có con thì được 1 tấn, có con thì 9 tạ thôi để nó vào phố. Còn những con 1 tấn 25 đủ thì nó là K125, như chiếc xe này K125 này. K125 thì nó được đủ 1 tấn 25, còn đâu là tất cả máy móc gầm bệ là như nhau. Đấy, nó khác nhau về đời. Đấy, và khác nhau về tải trọng một chút. Cái sự khác nhau về tải trọng thì để sinh ra để nó vào phố mà. Đấy, và phân biệt đời. Đấy, những chiếc xe Kia K125 này thì bây giờ thời điểm này vẫn là mua trên 200 triệu. Còn những xe Kia K2007 thì nó chỉ dưới 200 triệu thôi. Dưới 200 triệu có những chiếc xe đẹp xuất sắc thì những cái đời chót của K2007 nó đời 14 thì nó là hơn 200 một tí là có thể mua được xe đẹp. Đấy. Về dòng xe Kia K2007 nó có lợi đó là êm ái và nhẹ nhàng, chở phong gạp đám cưới hay là chở hoa quả. Nhiều anh em bán hàng lưu động là làm cánh rơi, chế cánh rơi đẩy lên là bán hàng trực tiếp trên những chiếc xe này, ok. Chở nội thất cũng ok. Cái khung sườn cũng như là cái sắt xô kia có thể lới cao lên hoặc là bỏ bạt ra, thì những cái dòng xe thùng bạt này nó khá là linh động. Đó là dòng Kia K2007, chạy thụt nhún êm ái, thích hợp để chúng ta chở 2 tấn đổ về thôi. 2 tấn đổ về là ok, còn đúng tải thì K2007 nó chở 1 tấn thôi. Đấy. Và những cái dòng xe này nó có nhược điểm đó, chính vì cái ưu điểm là chạy êm ái nhẹ nhàng, đằng trước nó là giảm xóc giống như xe con cản chữ A, thì nếu mà để cõng tải quá nhiều, tất nhiên là một tháng vài ba chuyến là 3 tấn 4 tấn là ok,
không vấn đề gì cả. Nhưng mà ấy, đằng trước mà chạy nhiều quá nó không có nhíp. Đằng trước nó không có nhíp thì nếu mà chạy nhiều quá thì nó sẽ trúc đầu xuống. Đấy, di chuyển nó khó và nó sẽ không bền xe. Có đâu chở 2 tấn quay đầu thì rất là bền. Đường bằng này, ok. Còn đường mà đèo dốc nhiều thì chúng ta nên chọn những dòng xe chạy nhíp. Đấy. Và ví dụ như chiếc xe này, ví dụ như chiếc xe này chẳng hạn, để xem được một chiếc xe bằng mắt thường thì chúng ta chia xe ra làm hai phần, một là thân vỏ, hai là phần máy. Đấy. Và với những chiếc xe mà tầm 200 đổ xuống, nói tóm lại là những cái chiếc xe mà đời nó sâu 03, 04, 05, 06, 07 thì va chạm một chút không quan trọng đâu, quan trọng là nó nguyên form, nó còn form đẹp ấy. Chứ nếu mà trượt chạt lỗi một tí mà tất cả máy móc ổn định thì vẫn có thể mua được. Đấy. Còn chúng ta thì đời sâu ấy, mấy chục năm rồi thì chúng ta không phải mình chia sẻ để nhận lỗi mà không mua, mà chia sẻ để mà chúng ta có thể định giá tốt. Với cái tầm tài chính như thế thì chúng ta mua nó xuống tiền, nó xứng đáng đồng tiền bát gạo thôi. Đấy. Thì đấy là những cái điều mà mình chia sẻ trước khi mà mình vào cái vấn đề chính. Và vấn đề chính nha, bây giờ vào vấn đề chính là bằng mắt thường có thể mua xe và chọn xe như thế nào đây. Ví dụ trực tiếp từ chiếc xe này mình sẽ chia sẻ hết bọn này thì nó rất là lâu, nhưng mà mình sẽ tập trung vào chia sẻ con này chẳng hạn. Đấy, cái cách đơn giản nhất để bằng mắt thường, dù chúng ta mới lái xe đi chăng nữa, chúng ta có thể chọn được một chiếc xe ưng ý, nó xứng đáng đồng tiền bát gạo, được chưa? Chúng ta nhìn này, đầu tiên chúng ta nhìn tổng thể. Một chiếc xe nó không tai nạn ấy thì nó sẽ có nguyên form, nó ngay ngắn lắm, nó là hình chữ nhật đúng không, thì nó rất là ngay ngắn từ đầu cho đến cuối, từ trên cho đến dưới, nhìn tổng thể nó vào mắt thì ok. Chúng ta tiếp tục đến cái bước thứ hai, chúng ta đưa ra cái quyết định cuối cùng. Còn đây là nếu mà nó không vào mắt, nó sọc sạch quá thì thôi chúng ta bỏ luôn, và chúng ta nhìn ví dụ con này nó vào mắt rồi đúng không. Đấy, chúng ta đi vào những chi tiết chính, còn những chi tiết ví dụ như là lốp lát, đèn đóm, đèn còi, xi nhang, đăng kiểm các thứ, chúng ta để ở cái mục module sau cùng đi, được chưa? Chúng ta kiểm tra yếu tố chính đã. Yếu tố chính ở đây là gì? Đó là thân vỏ và máy. Thân vỏ thì có cabin và thùng. Cái cabin này nó sẽ có giá hơn, và cái thùng này thì nó là cái phần lại sau phần cabin. Tại vì đây, cabin, một cái cabin này nó phải tầm 100 triệu đúng không? Đúng không ạ? Phần thùng ấy, có mua một cái thùng bãi thì nó cũng chỉ 15-20 triệu thôi. Đấy. Chassis thì phải đẹp, không được gãy lạc, không được chắp vá. Ok chưa? Thì chúng ta xem phần cabin. Cabin có gì? Cabin có cabo. Cabin nó có cabo. Đấy, bao nhiêu sốc không cần phải tính, đẹp càng tốt, với tùy từng đời. Đó. Cabo. Tất cả phần này móc méo là chuyện bình thường, nhưng cabo lại có giá hơn cái này thì nó chỉ có vài trăm nghìn, nhưng cái này nó lại có giá. Nếu những chiếc xe mà bị đâm va ở cabo thì kiểu gì nó cũng ảnh hưởng đến cả dòng trong thì nó lại mất giá. Đấy. Kính cũng không cần bỏ qua luôn. Kính con nào còn là tốt, không còn thì chúng ta xem cột. Như con này là cột. Đây cột. Đấy, cột như này là zin. Đấy, nếu cột không zin thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ mất sự cân đối đi. À, cột này nó sẽ bằng cái cột này. Một cái chiếc xe nó sinh ra nó sẽ có cái sự cân đối giữa bên trái và bên phải và bên lái và bên phụ. Cho nên là khi chúng ta đi mua xe, chúng ta nếu không biết xem ấy, chúng ta cứ xem bên này nó như thế nào. Ừ, lằn lặn, nành nặn đúng không? Đấy, thì bên này nó cũng phải như thế. Đấy, ở đây xem cái tai này, nếu mà va chạm với cái này phải có bả, đúng không? Sợ mỏng đúng không? Bên này nó cũng phải, nhìn nó cũng phải giống nhau. Được chưa? Đấy. Xem đến phần cánh cửa. Cửa zin là cửa còn keo chỉ. Đấy, cột vẫn còn phải ok. Đấy, bóc cái cột này ra. Bóc cột ra chúng ta nhìn. Bên này có bao nhiêu cái đinh bấm thì bên kia có bấy nhiêu. Đinh bấm là gì? Đinh bấm là cái để thể hiện một chiếc xe nó bị va chạm hay chưa. Nếu một chiếc xe bị va chạm đâm huỳnh vào bên này. Đó, đâm huỳnh vào bên này thì nó phải gò ra, lắn lại, sơn lại, và đinh bấm này lại phải làm lại. Thì khi mà làm lại thì ở khe này nó sẽ có vết bả, và khi chúng ta sờ bằng cảm nhận, nó sẽ có độ dày khác nhau. Nó sẽ có độ dày khác nhau. Đấy, xem bên này rồi lại xem kia so sánh. Đấy. Đó chưa? Chúng ta xem tổng thanh. Bên này nó có cái điểm gì, bên kia nó có cái điểm gì. Với những chiếc xe đời thấp thì chúng ta xem tổng thanh nó hai form. Nó có những chiếc xe ấy, mình chia sẻ thật với các bạn này, có những chiếc xe lỗi nhưng giá vẫn cao, thậm chí là nó còn cao bằng những chiếc xe đẹp mà nó xấu, đẹp cao hơn luôn. Thà chúng ta mua xe mà những cái yếu tố chính nó đảm bảo, nó chất, còn hơn là chúng ta mua một chiếc xe nó không lỗi gì mà nó lát. Đấy là quan điểm của mình. Đấy. Thì
Ví dụ như một chiếc xe mà nó chỉ bị chạm nhẹ một tí cánh cửa đấy mà thôi, nhưng máy móc của mẹ nó tốt, nó chấp, mà đời nó cũng gọi là không phải đời cao, thì chúng ta tội gì phải mua một chiếc xe mà đời cao hơn nhưng mà nó lát, máy về phải làm rồi, đúng không ạ? Máy, cái việc mà máy nó ra chưa nó không quan trọng bằng cái việc mà máy nó còn tốt và còn chắc không đối với những cái đời mà tầm 9, 10, 11, 12 đó. Sau khi mà xem cabin xong thì chúng ta xem nốt phần thùng. Đấy, phần thùng này thì nếu một chiếc xe mà thùng đẹp ấy đấy, thì những sàn sóng thì nó cũng phải đẹp. Và nếu mà những chiếc xe mà nó có giá và sẵn dùng ấy thì nó phải có một cái sàn ở trên nữa, để chúng ta đỡ phải lót. Lót cơ bản cũng mất từ 5 triệu, 10 triệu rồi, đúng không ạ? Cho nên bớt được tiền nào thì hay tiền đấy. Đó, nó gọi là điều hòa, nó sàn đầy đủ hay không. Đây, sau đó là chúng ta xem những cái yếu tố như là máy móc. Chúng ta xem yếu tố như là máy móc. Thì khi mà xem máy móc ấy thì chúng ta phải đặt cabin lên, chưa cần phải nổ máy vội. Đặt cabin lên, cabin lên nhá. Đây, đặt cabin lên. Nó cứ khô ráo sạch sẽ. Nào, ok. Rồi, khô ráo sạch sẽ là ok. Sau đó chúng ta nổ máy. Sau đó chúng ta nổ máy này. Đây. À, kẹt kẹt lại mình ác quy là nó yếu rồi đấy, nên chúng ta phải sấy kỹ rồi đấy, sấy khoảng 10 giây đấy, về mình ép quá nó phải sấy kỹ rồi. Thì như con này do đời nhà chín chẳng hạn, nhà chín thì khi mà chúng ta đổ máy ra lên nó có tiếng gắt là ok. Đấy, nó có tiếng gắt là ok. Đó, và khi chúng ta mở lắp nhớt ra, nó không có hơi thừa là ok. Đấy đó. Còn những chiếc xe mà có cái hiện tượng lạ, nghe tiếng nó gõ hoặc là máy nó rục, có rục như kiểu bỏ máy ấy, thì chúng ta phải xem xét lại. Đấy. Với cái dòng xe Kia K27 thì một chiếc xe mà máy nó còn tốt, tức là một chiếc xe mà nó không có cái hiện tượng không nghe tiếng máy, nó không có tiếng sắt đó, cũng như là khi chúng ta ga lên để nó nghe tiếng nó có độ chắc đấy. Và khi chúng ta lập cabin lên, chúng ta xem luôn tất cả cái sắt xi nó có nghe hay không. Nói tóm lại là cái chúng ta sẽ chú ý những cái phần là phần cabin này, phần sắt xi và phần máy là những cái phần quan trọng nhất, chúng ta phải xem nó tập trung. Nếu mà quan trọng đánh số thứ tự thì chúng ta sẽ phải đánh số thứ tự là một là cabin, hai là sắt xi, ba là máy và bốn là thùng. Chúng ta theo thứ tự đấy chúng ta xem đấy, xem có sự cân đối là ok nhá. Là chiếc xe này điều hòa công ty thì ok hơn. Và tóm lại là chúng ta mua xe của chúng ta càng đòi hỏi được nhiều thì chúng ta càng thích. Đấy. Sau đó là chúng ta mới xem đến phần lốp dép các thứ là về có phải đầu tư hay không. Nếu mà vào giá thành rồi thì về chúng ta đầu tư sắm sửa thêm. Và chúng ta cũng xác định luôn là khi mua được một chiếc xe mà tổng thành nó ok rồi thì về ấy, chúng ta cũng phải dành một khoản tiền tầm 7 triệu, tầm 5 đến 7 triệu để mà chúng ta bảo dưỡng rồi thêm thắt một số thứ nó phù hợp với lại công việc của chúng ta. Được chưa? Đấy, thì đó là những chia sẻ một chút để mà đơn giản tổng hợp lại để chọn được một chiếc xe để mà trồng hoa quả phong đạp đám cưới tầm 2 tấn đổ lại với khuôn tiền từ 100 cho đến 200 triệu. Thì chúng ta chú ý những cái phần: một đó là cabin, hai đó là sắt xi gầm bệ, ba đó là máy và bốn đó là phần thùng. Được chưa? Và trong phần cabin thì chúng ta xem rằng nó có bị xô va đâm va hay không để chúng ta định giá, xem tất cả cột kèo, keo chỉ, lắp cabo và chắn ở trong. Được chưa? Những đó là những phần chính. Sau cùng thì chúng ta mới xem đăng kiểm, xem 3R sốc, xem đèn đóm, xi nhang, đèn còi, để chúng ta nhờ cái người bán xe chúng ta xử lý được là tốt, không để chúng ta bảo dưỡng. Những cái đấy đơn giản, mất ít tiền. Còn đâu là những phần nhiều tiền đó, cột kèo, keo chỉ cũng như là cánh cửa và phần chắn ở trong, lắp cabo. Đấy, sau đó là phần sắt xi phải đảm bảo được cái nguyên tắc đó là không chắp vá nhá. Quan trọng là không chắp vá, sắt xi mà chắp vá nữa thôi bỏ luôn cái xe đấy cho nhanh. Thứ ba nữa là chúng ta đến cái phần đó là phần máy. Máy thì ra rồi hay không ra không quan trọng đối với những xe mà tầm chục năm, hơn chục năm đổ về đâu.
quan trọng hiện tại về chúng ta không phải làm nữa, về chúng ta chỉ cần thay dầu máy rồi là thúc kết nước là ok thôi, chúng ta không phải làm nữa là ok. Đấy thì chúng ta xe máy là như vậy, và chúng ta đi thử số đó, đến phần số tí quên phần số thì chúng ta đi thử test thử xe thì tại chỗ cũng được. Chúng ta mình cũng đã chia sẻ với các bạn ấy, thử số tại chỗ là chân côn chúng ta vào từng số một, thả phanh tay ra chúng ta vào từng số một, chân côn cứ lới lới ra mà nó không bị số, nó không bị nhảy, từng số một, 1, 2, 3, 4, 5 lùi thì đó là số tốt, và chúng ta lái thử trên đường nó bốc là ok, đạp ga theo mà chúng ta cảm thấy rằng lái nó không dơ dão là ok, đấy là số không bị nhảy là ok, được chưa ạ? Tiếp theo nữa là mới đến là cuối cùng mới là phần thùng, thùng nó đẹp là càng tốt. Nếu mà chúng ta bỏ cái số tiền ví dụ bỏ ra số tiền 200 triệu hoặc là 150, 160, 170 và theo cái sự thỏa thuận của người bán ấy, mà một chiếc xe đẹp. Một chiếc xe đẹp là gì? Một chiếc xe đẹp là phải đảm bảo được là tất cả cabin, máy móc của bệ nó đẹp, nó không có sự chắp vá. Một chiếc xe đẹp xuất sắc là một chiếc xe đẹp hơn nhiều so với đời thì giá lại chênh nhau đâu đó 5 triệu 10 triệu. Một chiếc xe mà không lỗi bình thường thì có thể chấp nhận được những cái mọt mẹt và thùng bệ, máy móc có thể là về bảo dưỡng thêm. Một chiếc xe xấu là gì? Một chiếc xe xấu là một chiếc xe mà máy ủi rồi lộc kém lắm rồi, mọt lung tung rôm rôm tất cả, rồi là một chiếc xe mà nó nát, đó là gì? Là một chiếc xe về chúng ta phải làm lại từ máy móc cho đến là những chiếc từ dàn đồng, thì tùy nhu cầu sử dụng của mỗi người chúng ta đưa ra những quyết định nó sáng suốt và đúng đắn. Một lần nữa sau những clip của Đạt Xe Tải, chúc tất cả anh em là tự tin, tự mình tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.